Vào lúc 16 giờ 45 ngày 17 tháng 9 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, DSD Liên hiệp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23 tháng 9 năm 2023. Ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện chính quyền thành phố San Francisco, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và bà con Việt Kiều tại San Francisco. Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 DSD Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao DSD, dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch khóa 78 DSD Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế khác. Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia, một số thành viên nội các chính phủ Hoa Kỳ. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đón Thủ tướng tại sân bay ảnh VGP, Nhật Bắc.